Xin chào tất cả các em lại đến với kênh Béo Úc GB. Và ngày hôm nay chị xin được giới thiệu với các em về cái kho hàng của chị trước Tết để chuẩn bị qua Tết bán cho các em những cái vật dụng trang trí cho búp bê ha. Thì các em thấy không, đây là gì đây? Là ghế đó nha, ghế nè, ghế và bàn đó, còn rất là nhiều luôn, màu hồng, màu xanh, màu đỏ và màu vàng luôn nha. Đó các em xem nè, rất là nhiều ha. Tiếp đến thì chị mới vừa bỏ vô bịch trở lại những cái đồ đồ quần áo đó. Tuy nhiên là chị cũng sẽ giới thiệu sơ với các em, nên chị đang dọn dẹp cho nên là mấy cái hộp cũ chị bỏ đi, chị treo đỡ vô cái bịch nha. Rồi chị sẽ giới thiệu, mai mốt chị sẽ bỏ vô hộp lại, nó sẽ gọn gàng hơn. Thì đầu tiên các em xem đây là bịch gì đây. Bịch này là bịch gối nha. Đó, bịch gối, gối ôm và gối đầu và khăn mền luôn. Thì gối thì là 18.000 các em nhớ không? Đó, chị không có mở ra thì nó không có đẹp lắm. Còn khăn thì là 15 nha. Đó, khăn thì là 15. Còn rất là nhiều luôn, nguyên một bao to luôn nha. Tiếp đến thì là kimono. Đây, kimono 60.000. Thì chị cũng còn 1, 2, 3. Rồi đến là váy 16.000 nè mấy em. Váy 16.000 ha. Còn màu xanh. Các em có còn thích quay như vậy không? Tại vì chị dọn dẹp cho nó gọn rồi đó, cho nên là quay nó không có đẹp lắm. Đó, màu xanh và màu vàng ha. Váy 25 nè, váy 25. Thì còn màu cam. Tại vì chị phải dọn dẹp cho nó gọn gàng để ăn Tết đó, cho nên là chị... Chứ còn bình thường thì chị bỏ nó ra thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đó, đây thì là đồ kiểu nha. Đồ kiểu cũng còn khá là nhiều. Đây nè. Đó. Rồi nhiều quá chị không biết nói sao cho hết nữa. Đây là bịch đồ học sinh nè, đồ học sinh. Rồi đây thì là váy 20, nói chung là các loại đều còn hết, các em yên tâm nha. Rồi đồ kimono, đồ hanbok, đồ cổ trang còn đầy đủ hết nha, còn rất là nhiều luôn, đồ tiên cá rồi nữa. Váy 6.000 thì còn bao la luôn. Nha, váy 6.000 thì còn rất là nhiều luôn nha. Váy này vừa đẹp vừa rẻ. Ở bên đây thì chị mới có cái mẫu này nè, là gói ôm cho búp bê nha. Bên đây còn một sọt gói nữa. Đó, gói 18.000, khăn rồi nè, 15.000 đó. Còn rất là nhiều. Bếp nhôm nữa nè, bếp nhôm cũng còn rất là nhiều nha mấy em. Bếp nhôm này thì là 60.000 đồng nha. Tiếp theo thì là mấy cái nhân vật ở trong phim One Piece á mấy em. Đó, đó. Còn hết, đầy đủ hết, mỗi một nhân vật như vậy là 32.000 nha, nó hơi tối một chút xíu, còn nhiều lắm. Rồi đến cái kệ trên đây, chị không biết làm sao mà chị giới thiệu hết cho các em xem nữa, nó hơi cao. Ở phía trên là chị có gấu bông nữa mà chị chưa giới thiệu với mấy em nha. Đó, thì ở đây nè, thì nó là có mấy cái bộ bếp. Đó, mấy cái bộ bếp. Ôi, bên đây cũng còn búp bê nữa nè. Cao quá, ấy á. Chắc té quá. Rồi, bộ bếp này 195.000 nha mấy em. Bộ bếp 2 ngăn. Đó, rất là nhiều. Ở đây thì là siêu nhân ha, gấu bông, rồi banh, chữ, bóng rổ nữa mấy em. Bóng rổ, áo phao. Đó, áo phao 56.000. Đây thì cái này là đồ chơi của con trai. Trời ơi, treo tùm lum hết. Đó, thấy không? Còn rất là nhiều luôn. Rồi đây nữa nè, có cái bộ này là cái bộ, để chị coi. Chú chó cứu hộ 323.000. Ở phía trên thì là cát động lực, xe, xe điều khiển từ xa. Rồi xe rút gỗ nữa nha mấy em. Có rút gỗ nữa. Còn đây là mấy cái Lego. Nè, Lego 18.000, cái này là xe móc. Nhiều thứ quá. Còn có cái này nữa nè. Cái này là cát động lực nha. Laces. Đó. Cái này là chúng ta chơi đập bợp bợp á mấy em. Đó, bỏ cái búa vô. Bỏ trái banh vô đây nè, chúng ta đập ha. Cái này thì nó bằng gỗ thật luôn. Nó hơi mát, 100 mấy nữa. Rồi bong bóng các loại luôn nha. Xe lửa, đường ray xe lửa. Tới đây là cái thùng bánh kẹo. Thùng bánh kẹo thì kẹo hamburger cũng còn rất là nhiều nha mấy em. Đây nè, kẹo hamburger 2.000 một viên đó. Mắt hello cô gái chân dài. Đó,
rất là nhiều kẹo ngon luôn. Rồi qua cái thùng này coi, cái thùng này thì nó là marshmallow vị dâu, rồi có mấy cái kẹo dẻo này nữa nè, Milukubi hay ngày học viên. Mấy cái bánh này cũng ngon lắm em, mấy bánh Hàn Quốc á mà chị chưa giới thiệu, cho nên là có cái này nữa nè, bánh gấu nữa nè nha. Rồi còn các có cả cầu đá, cầu đá, dĩa bay, cái đèn Doraemon, cái đèn này nè, lắc 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 y quán ba vậy đó. Rồi câu cá nữa nè sếp ha. Ở phía trên là có túi trứng khủng long nữa đó, xe ha, đập chuột nha. Rồi cái đồ chơi này nữa nè, đồ ăn 60.000 đồng, xe ngựa, xe ngựa thì 24. Ở phía trên 108.000 là bộ bếp bác sĩ ha, rất là nhiều thứ luôn. Bánh nè, nay chị có cái này nè, nó giống kẹo thúi lắm em, giống kẹo thúi mà ăn rất là ngon. Để chị mở ra thử nha, để chị mở thử. Wow, nó giống kẹo thúi nhưng mà đây là kẹo thơm. Đói bụng quá, để chị ăn thử một viên đây nè. Có một tay à, đây chị lấy ra. Và cái kẹo này nè là nó sản xuất là từ Thái Lan nha mấy em. Mấy em dòm nè, toàn là chữ Thái không à. Đó, đây và những viên kẹo của nó thì như thế này, nó nhìn giống như kẹo thúi và hả, ăn rất là ngon nha. À, nó cũng có nhiều vị, nhưng mà màu đỏ chị đang ăn là màu dâu ha. À, để chị ăn thử viên màu xanh coi, thấy mấy bé gần nhà chị ăn ngon lắm. Đây viên màu xanh, nó không có thúi. Cái vị giống như sinh gươm á, ngon. Còn cái màu này nó là vị coca, rất là ngon luôn. Xin lỗi mấy em nha, chị vừa quay về ăn. Ngon không? Nó dẻo dẻo, mùi thơm thơm. Nói chung là ăn giống như kẹo thúi vậy đó, nhưng mà cái này nó không có những cái mùi thúi nha, nó không có những cái mùi thúi cho nên là ăn ngon hơn, rất là ngon luôn. À, chị quên, đây chị còn kem hộp nữa nha, kem hộp nè, 90. Còn đây nguyên cái tủ mà chị mới soạn lại thì các em xem có rất là nhiều hộp trang sức 41 nè, hộp Hello Kitty á, rồi mấy cái trang sức phụ kiện phương miện đâu nè là 36. Tiếp đến thì là, để chị coi, cái này thì có 18.000 đồng thôi. Ủa, cái này phải có cái đồng hồ nữa chứ. Cái mà một sợi chuyền không thì là 18.000, có cái đồng hồ thì là 20 nha mấy em. Còn có mấy cái này nữa thì là 36. Rồi chị có bán gương nữa nè, gương thì 10.000 đồng một cái, đủ thứ hình hết, hình Doraemon, hình mấy của cô bé này nè, khá là đẹp đó, dạ. Đó, dễ thương lắm, 10.000 một cái. Trời ơi, banh gì tùm lum hết giờ, chị không biết nói tới đâu cho nó hết nữa, nhiều lắm. Có cái bảng vẽ nữa đó, bảng nó thì 45.000, rồi mấy cái con zombie nữa nè, mấy con zombie, zombie 15.000 con nha mấy em. Nhà búp bê nữa nè, nhà búp bê mà nhà mini á, thấy không, 50.000. Đèn pin, cát vỉ, có viết tàng hình luôn nha, nhưng mà chưa giới thiệu luôn á. Patin cho búp bê, bộ đồ chơi bác sĩ, có súng luôn này nha, súng bắn nước. Và có cả mấy cái con Pikachu nhỏ nhỏ nữa nè, đủ thứ hình hết luôn. Đó, 2.000 con lớn thì là con này thì con nhỏ thì 5.000, con lớn vậy thì 6.000. Còn mấy con này thì là 2.000 con. Cái này thường chị bán tại nhà, còn trên mạng thì mấy em ít mua. Còn đây thì là mấy cái gì vậy mấy em, bếp, bếp ga, rồi nồi cơm điện, tủ lạnh, hạt xốp 9.000 đồng. Còn mấy cái này chị chưa giới thiệu với mấy em nữa, nhiều món lắm.
Cái này có búp bê tắm thao nữa nè, ế lộn, búp bê, vậy là bữa chị chưa giới thiệu trong phần búp bê là búp bê bồn tắm nè. Có búp bê bồn tắm nữa. Hồi nãy là bên, hôm đó là chị có giới thiệu là cái bên đây là đúng không, nhiều búp bê rồi đúng không, thì búp bê bồn tắm nữa. Trời ơi, có phao rồi luôn, nữa này chưa giới thiệu gì hết trơn á. Chắc là chị sẽ làm một cái video giới thiệu đồ mới lại với các em nha, vì chị còn rất là nhiều thứ luôn, nhưng mà chị không có thời gian để chị quay. Có nhẫn mà nhẫn bạc nữa nè nha, nhiều lắm. Chắc là để chị sẽ soạn hàng mới, chị quay hàng mới cho các em đi. Rồi phỉ phụ kiện 80.000 cũng còn nha. Đó mấy em thấy không, nhiều lắm. Vô kho rồi, không phải là vô kho mà ở trong nó hơi tối à, còn rất là nhiều luôn, các em yên tâm. Đầu năm mùng 4 nhớ ủng hộ chị nha. Ở trên đây thì là tủ, tủ hồng. Rồi đến là giường nè. Ở phía trên thì lô tô. Bếp nhôm cũng còn ở đây luôn ha. Chị mới đi lấy hàng về rất là nhiều luôn, và sẽ giới thiệu hàng mới với các em. Còn bây giờ thì bye bye, và hẹn gặp lại các em ở video sau nha.